أول ما يبدأ به الكافر الشهادتين فقط، لا نكلم الكافر عن شيء آخر، أي شيء آخر. Và điều đầu tiên mà chúng ta bắt đầu để nói cho họ biết rằng, nói cho họ biết đó chính là hai câu tuyên thệ. لا يكلم الكافر لا عن الختان. Và đừng bắt đầu cái việc nói chuyện đó bằng những cái thứ gọi như là ختان, như là việc chúng ta bắt quy đầu. ولا عن الصيام. Và đừng nói về cho họ biết rằng. ولا عن الصلاة. Và hành lễ. ولا عن الحجاب. Và cái việc che đậy thân thể của mình. فقط نخاطب بالتوحيد. Và chúng ta chỉ nên tập trung nói cho họ biết về tawhid, về shahada. إذا دخل في الإسلام. Và nếu như họ chấp nhận tôn giáo Islam. شرح الله سبحانه وتعالى صدره لكل أوامر الشرع. Thì tức là thượng đế Allah đã tháo bỏ những nút thắt trong lòng ngực của người đó và đã nới rộng cái lòng ngực của người đó ra. رجل نصراني جاء إلى عالم من العلماء. Và một người đàn ông Thiên Chúa giáo đã đến gặp một vị học giả của Islam. هذا النصراني قال للعالم قال إني أحب الإسلام وأحب الخمر. نعم. Và người đàn ông nó đã nói với vị học giả đó, tôi thích tôn giáo Islam và tôi cũng thích uống rượu. يعني ما الذي يمنع هذا من الدخول في الإسلام؟ حب للخمر، لأنه يعرف إذا دخل في الإسلام لا يستطيع أن يشرب الخمر. Và điều gì đã ngăn cản người đàn ông này đến với tôn giáo Islam? Đó chính là rượu. قال له العالم أسلم. Và sau đó vị học giả đã nói với người đó rằng hãy bước vào tôn giáo Islam. وإذا شئت شربت الخمر. Và nếu như anh muốn thì hãy uống rượu bình thường. أسلم. Hãy bước vào tôn giáo Islam. قال أنت الآن مسلم. Và bây giờ anh đã là người Muslim. لو تشرب الخمر. Và nếu như bây giờ anh uống rượu. الإمام السلطان يجلدك. Và vị lãnh đạo của chúng ta sẽ trừng phạt anh. ولو ترجع عن الدين. Và nếu như anh quay trở lại với tôn giáo trước. السلطان يقتلك. Thì vị lãnh đạo đó sẽ giết chết anh. إذا لابد من استعمال الحكمة في الدعوة. Thế nên chúng ta hãy áp dụng cái sự thương xót, áp dụng cái một cái cung cách nào đó tốt đẹp. حكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Thì الحكمة đó chính là đường lối của Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم đã đăng dạy. نعم.